Cùng ngày, Hội Nhà báo Thái Nguyên đã tổ chức chương trình thực tế tại huyện Định Hóa. Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Đoàn đã đi thực tế tại khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, trường mầm non xã Thanh Định và hợp tác xã chè Phú Ninh, xã Phú Đình, quảng trường Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện. Qua buổi thực tế, lãnh đạo huyện Định Hóa đã thông tin những nét cơ bản tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua. Theo đó, từ sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, đến nay 100% số xã của huyện đạt tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, ngày 29 tháng 7 vừa qua, huyện đã được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Chia sẻ thông tin tại hội nghị, các cơ quan báo chí khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện những nhiệm vụ chính trị, các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn huyện tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thực hiện hiệu quả các chính sách để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí mong muốn thông qua buổi thực tế, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tích cực tuyên truyền về những kết quả trên các lĩnh vực của huyện, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.